Hello cả nhà yêu, hôm nay nhạc sĩ Mỹ Đình và Sao Hình đi họp hội thảo các bạn. Đi hội thảo. Khách sạn rất là đẹp, em quay một vòng cho bạn. Cái này, đúng không? Trung tâm các bạn nhìn ra ngoài được này. Trung tâm quận nhất này. Đây đều là đặt tiên nội này, cho xem. Nhà báo đang chờ mình vào Sao Hình để phỏng vấn nhá. Các bạn đi theo mình nha. Hello con, cả nhà yêu, hello này. Hôm nay nhạc sĩ Nguyễn Dùng và Sa Huỳnh đi hội thảo. Chào các bạn. Mọi người sẽ có những cái tiêu cực và tích cực về mình thì